Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để chia sẻ cho anh em là những cái bệnh mà hôm nay là ngày 21 tháng 3 của năm 2022 thì ở miền Bắc là hay có mùa hoa xoan ấy, thì con gà của mình rất là hay bị bệnh. Cái thứ nhất là bị đậu này, cái thứ hai là bị bệnh hen của khè tại vì là tối nó vẫn trở gió, cái thứ ba là có thể là đỉ ở phân xanh phân trắng, và cái thứ tư là khi mà con gà của mình bị những cái bệnh này xong và nó sẽ dẫn đến là con gà của mình bị ốm trong khô chân teo lườn. Thì em sẽ chia sẻ cho anh em là về cách chữa bốn cái loại bệnh như vậy. Cái cách chữa thứ nhất của cái loại đậu ấy, của bị đậu ấy, thì ở cái kênh Quốc Anh Gà Chọi thì em cũng chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay là em nói sơ qua lại để nếu mà anh em mà chưa hiểu thì anh em có thể là kết bạn Zalo vào cái số điện thoại đây, số điện thoại đây nhé. Thì em sẽ chia sẻ cho anh em thêm. Cái thứ nhất là bị đậu thì anh em sẽ lấy cho em một cái kim, một cái kim mà anh em khêu hết những cái mụn đậu ra. Đấy, đậu thì khi mà con gà của mình nó lổi như những cái mụn trứng cá của mình ấy thì là con gà của mình nó bị đậu nhá. Thì anh em sẽ lấy cái kim, anh em khêu hết ra, và anh em sẽ lấy cái lá lốt anh em vò lát ra. Đấy, anh em sát hết vào cái phần những cái nốt đậu của con gà đó. Và đồng thời là anh em vò một ít lá lốt anh em nhét vào cổ họng cho nó ăn. Đấy, nhét cho nó ăn nhá. Cộng với là anh em ra cái hiệu thuốc người ấy, anh em mua cho em một cái lọ Santilen. Đấy, lọ Santilen nhé, anh em bôi chấm lên. Đấy, cái thứ nhất là cái bị đậu thì anh em là tránh cho con gà tiếp xúc ra gió nhé, và nước. Đấy, gió và nước thì con gà của mình nó sẽ bị đậu lan ra nhiều hơn. Đấy, anh em cứ nhốt ở chỗ nào kín gió và tránh tiếp xúc với nước. Đấy, thì khi mà anh em bôi như thế khoảng tầm 3 đến 5 hôm là con gà của mình nó sẽ khỏi thôi. Đấy, rất là đơn giản như vậy. Còn về cái bệnh thứ hai là cái bệnh hen khò khè ấy, thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em cung cấp cái thuốc hen khò khè như này. Thuốc hen khò khè đây, đặc trị hen khò khè bón mắt chảy mũi. Đây, về cái công dụng của nó thì khi mà con gà của mình bị hen ấy thì anh em sẽ sử dụng cái loại hen này. Đấy, tất cả những sản phẩm này thì em đã đều dùng rất là ok rồi. Đấy, nhà em thì anh em theo dõi em, anh em đã biết rồi. Đấy, nhà em mình nuôi rất là nhiều gà. Đấy, tất cả những sản phẩm này em đều test thử qua rất là ok thì em mới cung cấp ra ngoài thị trường, nên anh em cứ yên tâm là về phần chất lượng. Đấy, và cái đây, về cái công dụng của cái loại thuốc hen này, điều trị các triệu chứng viêm đường hô hấp, viêm đa xoang, đặc trị hen khò khè kéo đờm, đặc trị bọt mắt chảy mũi, thối mũi, sưng phù mặt. Cách dùng là anh em tiêm ức gà, cái gà miệng 3 kg thì anh em tiêm mỗi lần 1 cc, gà 1,5 kg thì anh em tiêm mỗi lần 0,5 cc nhé. Ngày anh em tiêm một lần, dùng từ liên tục từ 3 đến 1 đến 3 ngày là con gà của mình nó sẽ khỏi thôi. Đấy, anh em mà chú ý là đâm ngập kim, khi rút kim ra thì anh em lấy tay này anh em xoa nhẹ, day nhẹ 30 giây nhé. Thì khi mà anh em mua một cái lọ như này, một lọ này thì có cả hạn sử dụng nhé, hạn sử dụng của nó là 2 năm. Thì khi mà anh em mua một cái lọ như này thì em sẽ tặng cho anh em là một cái kim tiêm này, cộng với một cái lọ chảy nước mắt nước mũi, nhỏ mũi nhỏ mắt. Cái con gà của mình nó bị chảy nước mắt nước mũi thì anh em nhỏ thêm. Đấy, và cái bệnh thứ hai là cái bệnh hen khò khè. Và cái bệnh thứ ba là cũng mùa này, mùa hoa xoan này rất là mắc phải, là anh em con gà của mình nó bị đi ở phân xanh phân trắng ấy. Đây. Đấy, đi ở phân xanh phân trắng thì nó sẽ có một, nhà em có một cái loại bách bệnh đường ruột như này, chữa tất cả con gà đi ở phân xanh phân trắng. Về công dụng của nó đây, công dụng của nó là đặc trị tất cả các triệu chứng liên quan đến đường ruột ở gà, rối loạn tiêu hóa, đi ở phân xanh, phân nhớt, chướng diều, đầy hơi, nhiễm khuẩn đường ruột, phân loãng, E. coli, tụ huyết trùng, tương hàn, gà ủ rũ, khô chân, nhợt nhạt. Đấy, về cách dùng thì anh em sử dụng ngày uống 2 lần sáng và tối, mỗi lần uống 2 đến 3 viên nhé, dùng liên tục từ 3 đến 4 ngày thì con gà của mình nó sẽ khỏi thôi. Đấy, hạn sử dụng của nó là 01 tháng 1 của năm 2024 nhé. Đấy, bách bệnh đường ruột. Đấy, còn là về cái bệnh, loại bệnh tiếp theo mà khi mà con gà của mình nó bị ốm rồi ấy, thì nó cũng rất là dẫn đến là hay bị là khô chân teo lườn. Thì anh em sẽ chữa cho em là hai cái bộ sản phẩm này, một là tăng lực cấp tốc, tăng lực cấp tốc, và hai là cái sản phẩm ốm trong teo lườn. Ốm trong teo lườn đặc trị gà kém sung, mất màu da, con gà của mình nó bị ủ rũ này, kém sung này, da nó nhợt nhạt ấy, thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến là ốm trong khô chân teo lườn. Thì anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này, ốm trong khô chân teo lườn và cái tăng lực cấp tốc này, thì nó là một dạng vitamin B1, B6, B12 kết hợp, thì nó sẽ giúp cho con gà là ăn hấp thụ tốt, xung căng, đỏ khỏe lại. Đấy, hai cái bộ này thì được rất là nhiều anh em tin tưởng và ủng hộ. Đấy, đặc trị rất là ok. Đấy, rất là nhiều anh em đã phản hồi lại ở Zalo, em cũng đăng những hình ảnh ấy, là sử dụng cái bộ này rất là ok. Đấy, công dụng của nó đây,
Đây công dụng về ốm trong treo lườn, công dụng mà điều trị gà nhọt nhạt, ủ rũ, kém sung, mất màu da, điều trị ăn gà nhiều không lên cân, khô chân teo lườn, phục hồi gà đá về tụt lực, nếu nhọt nhạt sút cân. Cách dùng là anh em nhỏ trực tiếp vào miệng gà nhé, ngày nhỏ 1 đến 2 lần, gà 3 kg thì anh em mỗi nhận lần nhỏ 21 giọt, các chặng cân khác nhau thì anh em tự chia tỷ lệ nhé. Đối tượng sử dụng là sử dụng cho mọi lứa tuổi của gà, bảo quản là điều kiện thường tránh ánh nắng trực tiếp. Hạn sử dụng của nó cũng là tháng 1 năm 2024. Dung dịch uống thể tích là 20 ml. Cái sản phẩm tăng lực cấp tốc này cũng là nhỏ nhé. Đây. Về công dụng là kích thích tăng bo lớn, tăng gân, lì đòn. Đây. Lì đòn bền bỉ trong trận đấu này, kích sung là cực mạnh, thái độ tốt, nó giúp gà ốm dậy nhanh, phục hồi thể trạng, lấy lại gân gối tốt. Cách sử dụng là anh em cũng nhỏ trực tiếp. Đối với gà chiến, gà đá thì mỗi anh em nhỏ lửa ống 0,5 ml, ngày nhỏ một lần, dùng liên tục từ 5 đến 6 ngày. Nếu gà tơ thì anh em sử dụng mỗi lần nửa ống, một tuần nhỏ 2 đến 3 lần. Đối với gà ốm đang phục hồi thì anh em mỗi lần nhỏ một ống, dùng liên tục tới khi gà khỏe nhé. Hạn sử dụng của nó cũng tháng 1 năm 2024. Dung dịch uống thể tích là 20 ml. Hai cái sản phẩm này đều là nhỏ. Một cái là tăng lực, một cái là ốm trong teo lườn. Và cái bộ sản phẩm, là cái video này em chia sẻ cho anh em là về cách chữa bốn cái loại bệnh. Đấy, cái thứ nhất là bệnh đậu này, cái thứ hai là bệnh hen này, cái thứ ba là bệnh đi ở phân xanh phân trắng, và cái thứ tư là cái bệnh ốm trong khu chân teo lườn. Đấy, thì anh em mà thấy những cái loại thuốc này hữu ích, anh em đã sử dụng rồi thì anh em cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em sẽ giới thiệu về những cái sản phẩm thuốc, hoặc là có những cái gì mà chia sẻ hay về gà thì em sẽ chia sẻ cho anh em. Còn anh em mà có nhu cầu về cái bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây 0367194999 nhé. Số điện thoại có cả Zalo thì anh em có thể kết bạn Zalo để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ là em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.